Sau chén rượu này này, không có tính anh em đéo gì nữa. Đâu 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 lớn câu chuyện đúng không? Ok, chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách các bạn có thể phán đoán laptop đang bị lỗi RAM mà các bạn không phải mang ra thợ một cách nhanh nhất. Đây nhá. Các bạn nhìn này. Bây giờ chúng ta xích nguồn nhá. Đó, trước tiên là về mặt đặt mình vào người sử dụng thì các bạn sẽ thấy là máy tính các bạn không lên hình. Còn nếu đặt mình với cái địa vị người thợ, với cái tâm thế người thợ thì các bạn sẽ thấy như sau. Máy cấp rằng đang ứng ở cái ngưỡng đó là 0.7 này. Bây giờ tôi thử cho các bạn một lần nữa và các bạn quan sát. Xít mất con Nokia 1010, hết quay điện thoại video. Thấy chưa? Bây giờ sẽ đứng ở phía của người thợ. Rồi. Các bạn nhìn này, nhìn kỹ vào cái máy cấp rằng nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Một nhịp và dừng luôn. Trạng thái này là trạng thái đang chờ để tìm kiếm một cái thiết bị gì đó, để check xong thiết bị đó thì nó mới cho chạy tiếp. Với tất cả những người thợ thì những thiết bị sơ bộ ở ngoài thì chúng ta nên thử trước. Ví dụ như này, cạc Bluetooth, cạc Wi-Fi, ổ cứng, ổ CD hay tất cả những cái thiết bị có thể rút ra ngoài được, các bạn rút bỏ hết ra ngoài ra. Tránh cái trường hợp là chạm chập với cái tình trạng là nó đang đi cố đi tìm cái thiết bị đó tồn tại trên bên thì nó mới cho chạy tiếp. Hoặc như là IC cạc mạng, các bạn nhìn thấy nó sáng đây, các bạn sẽ đoán luôn là bị lỗi IC cạc mạng. Sau đó chúng ta sẽ đến một cái thao tác, đó là đến một thiết bị ngoài vi nữa, gắn ngoài vào, các bạn thay những thanh RAM đi. Bây giờ chúng ta thử tiếp, các bạn quan sát kỹ cái máy cấp rằng này. Thợ thì nhìn cái đó. Đấy, không lên hình nhá. Bỏ ra tiếp này. Ngồi vào chạy 512. À đúng, sự vật này được thuộc vào hàng hiếm của thế kỷ rồi. Vãi. 2x512. Đây là thanh RAM đắt nhất thế kỷ nhé. Đây. Đấy, chưa nhìn thấy à? Mắt nét trong máu. Đấy, thanh RAM đắt nhất thế kỷ. Cái này bây giờ chỉ bán lấy vàng thôi. Đây. Các bạn quan sát kỹ cái máy cấp rằng. Đó, nó lên rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thử lại cho các bạn một lần nữa để các bạn quan sát kỹ. Mỗi lần tìm thấy một thiết bị ở trên main thì cái cường độ cảm điện đây sẽ ăn cao hơn. Khi nót lấy màn hình là cường độ cảm điện cao nhất, và khi nót pin nữa là cao hơn, và khi mà đổ điện vào để sạc pin nó sẽ cao hơn. Vì vậy là trong quá trình các bạn sửa chữa, các bạn quan sát mấy cấp dòng, các bạn có thể phán đoán được ra cái khu vực nó lỗi. Cảm ơn các bạn. Rất đơn giản là nếu có hai thanh RAM, hãy thử chạy duy nhất một thanh RAM. Đôi khi chúng ta sẽ gặp vấn đề trong quá trình chúng ta sửa máy. Ok.